Đấy, rồi đây đây cho xem mộc. Nó sai như thế này cơ mà. Cái máy cái điện thoại của mình nó kém thật. Đấy, cây đánh Nhà rồi. đấy, mộc nhà đấy, eo nhà đấy. Vâng. Đi xuống đây một mình ý, mấy anh em đang đánh cây. Dạ, cái hàng này rồi cũng như cái hàng ở dưới cái vườn múc lên. Thôi Điên. may là cái tuần này nó không ra, đi tuần trước Thế nó ra thì vanh này được 22 đúng đấy, đo 22. Trước cái toán 27 năm ngoái công nhận rẻ thật, bán rẻ. tuần này nó săn nút. Mẹ giữ lại thì bây giờ cũng ác phết rồi nhỉ. Giữ lại tiền ai tiêu số, không Ừ, giữ sao. lại. Ở cái hàng đánh kia tán to thật. Thôi, đừng Đâu? mang cái dịch Cái bệnh. hàng ấy là cái hàng mà mình đánh lần trước ấy, cái đứa đầu tiên ấy. Đấy, đừng có mà đi, đừng có nghe anh Nhuận anh ạ, nguy hiểm lắm. Xịt sơn mỗi cây to kia là không bán đúng không? Cây to, Và ông đây đánh cái dãy có đầu một cây gió to trên không đi. Còn mỗi cái này Này này. có một cây to không bán. Cây góc kia đúng không? Ừ. Ui, khôn thế nhỉ? Khôn là khôn thế đéo nè. Khôn. Bây giờ bán nhưng mà đôi Bán này là người bán bây ngay giờ mà được không khoảng có khai độ báo y tế thì ngay 20 bây giờ triệu là rồi chết bán. dở. À, 10 triệu một cây à? Ừ. Khôn thật. Ừ, Được. thế thì người bán không thu. Ừ, được. À, bảo thì nhờ Mẹ biết cho thế mình con xịt mua luôn từ cho ngày xưa anh rồi, xin đéo này mà. xịt trả được nhá. Mẹ xịt xong rồi vứt tiền luôn, đau hết đầu. Buổi tối ấy, này xịt 2 cây trở lên Thái Nguyên. Mình nhưng mà nói chung là anh em giữ thì tao cũng không ấy gì. Thì ta Đau bảo hết từ hôm đầu. trước rồi, bảo thật ra cái tối mới đêm mà anh Tính ở như trước. dễ quá cho nên là Được không? bỏ lỡ nhiều cơ hội làm giàu quá nhỉ. Đây. Sai chi chưa chít. Cái loại này à, mùa hè thì nó mới nở, à tức là cái nắng ấy, nắng thơm lắm. Chị chủ quán, chị chủ ở trên đây đấy, chủ nhà ấy. Tự nhiên hôm nay vướng vào cái lùm xùm. Không nhìn chứ gặp bao Không giờ, đáng. gặp còn gì. Hàng mi ngon, hàng giống anh luôn. Ừ. Chồng chết 5 năm rồi. Em biết rồi, nghe gì ông Nhuận này, chỉ có ông Nhuận được màu gái nhất huyện Văn Giang. 3 mét này. Đấy. Đây. Cái to đây. Tôi xem là nó có xứng đáng đồng tiền hóa gạo không? Cũng được đấy.